Chào mọi người, em tên là Nguyễn Hoàng Minh Thi, năm nay em được 10 tuổi. Hiện giờ là em đã được phỏng vấn được đậu rồi, đậu visa Mỹ rồi. Em qua Mỹ, em học trường Firewest Academy. Chị em cũng từng học trường đó rồi và tốt nghiệp. Nhưng em không ở với chị và em ở với một người khác. Vào cuối tháng 7 em sẽ qua Mỹ. Trong quá trình phỏng vấn thì em không có hồi hộp, bởi vì đi cùng ba rồi. Và em đi cùng ba để có visa phỏng vấn. Em cũng đã từng đi phỏng vấn xin visa với ba rồi. Và cũng không có, người ta cũng không có cần hỏi nhiều em, chỉ cũng hỏi là 7-8 câu thì thôi. Và những câu hỏi đó chị Thúy cũng đã hướng dẫn cho em rồi. Và em cũng phải về học thuộc nữa. Em muốn đi Mỹ học vì bằng của Mỹ thì nó sẽ được tốt hơn và mình sẽ xin việc dễ dàng hơn. Và qua bển thì cũng tốt cho tương lai của em. Và chị của em cũng đã bên đó, thì em qua bên đó thì em cũng sẽ không ở với chị nữa. Em ở với một người thân của mẹ em. Nói chung là chị em và em đều qua bên Mỹ hết để học. Thì vô chồng thì cũng không hồi hộp lắm, bởi vì vô chồng thì mình chỉ cần là cười lên và vui tươi lên thôi, đừng có căng thẳng. Bởi vì căng thẳng quá thì mình có một số câu hỏi mình có sẽ dễ quên. Và vô chồng á thì mình cũng phải chào hỏi và mỉm cười, luôn luôn mỉm cười người ta. Đừng có chắc gỗ hoặc là lo lắng nhiều, tại vì đậu phỏng vấn á, là do mình chứ không phải do người khác.